Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Sao Hương bây giờ sẽ giới thiệu với mọi người đó chính là một cây tên rất là hay và thú vị. Đó chính là cây trường sinh. Cây trường sinh nó có hình dáng nhỏ nhắn và một màu xanh rất là mướt mát nha. Cây trường sinh thì có một vẻ đẹp rất là tinh tế và giàu sức sống dồi dào nên rất là được nhiều người yêu thích. Hãy cùng Sao Hương cây đời tìm hiểu về ý nghĩa và công dụng cũng như các loại cây cảnh có cái tên đẹp như trường sinh này nha. Trước hết là về đặc điểm của cây này. Cây này thì ngoài cái vẻ đẹp và xanh tươi mát mắt như thế này thì nó là một loài cây thuộc họ không bằng và có nguồn gốc từ Nam Phi. Ngoài cái tên trường sinh ra ấy, thì cái cây này nó còn có nhiều tên gọi khác nhau như là cây lá bông, cây đả bất tử, cây diệp sinh cam này, cây bọng, cây thiên cảnh và cây thiên cảnh đàn dao. Cây trường sinh nó có một cái thân rất là nhạn bóng, những chiếc lá của nó bóng nhẫy luôn, nhìn đẹp, rất đẹp, nhìn xanh tươi, đặt trên không gian phòng thì nhìn rất là mướt mắt. Đây là một loài cây mọng nước này, đây là một loài cây mọng nước, đặc điểm chung của cái loài thuộc họ bọng. Thì chiều cao trung bình của cây này từ 10 đến 40 cm. Thân cây thì nhiều rễ để dễ hút hơi nước trong không khí và màu xanh đậm, tròn và mọc từ gốc trên thân cây. Cây trường sinh thì sẽ ra hoa vào tháng 12. Cây này chắc vào tháng 12 sắp tới là sẽ ra hoa. Mà nó ra hoa thì vào tháng 12 đến tháng 4 năm sau lại. Và hoa của loài này chơi được rất là lâu. Tuy nhiên cây ra hoa thì sẽ không được thường xuyên và sẽ không được to như những loài hoa khác. Này, cây này thì chịu được hạn tốt bởi vì nó là loại thân lá mọng nước nhưng chịu được hạn khá là tốt, ít sâu bệnh và phù hợp với điều kiện môi trường nên là hầu như mọi người không cần chăm sóc cho loài cây này. Về cái ý nghĩa của nó ấy, thì cây trường sinh tự trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu bởi màu xanh cho thấy sự sống dồi dào này, sống được mọi môi trường nên có lẽ vì thế mà nó đặt cho nó một cái tên, người ta đặt cho nó một cái tên rất là hay, đó chính là trường sinh. Là ngoài ra nó còn mang ý nghĩa đó là may mắn tốt lành, gia đình hòa thuận, mạnh khỏe và hạnh phúc. Về mặt phong thủy thì cây trường sinh đại diện cho mệnh mộc, hợp rất là hợp với những người mang mệnh mộc bởi nó mang một màu xanh ngon phân mở này, đầy sức sống, thích hợp với những ai có cái bệnh này nha. Nên là người trồng cây trường sinh sẽ được may mắn, được có mọi chuyện hạnh phúc và gặp gỡ được nhiều cái an bình thịnh vượng. Theo mệnh tuổi thì nó sẽ hợp với có những người có tuổi ngọ, và bởi những người này thì thích phiêu lưu này, sống tự do hoang dã và rất là nhiệt tình nên là cần sợi dây cương để buộc lại công việc làm gì quá xa mà hay quá sai lầm. Trồng cây trường sinh sẽ giúp cho những người tuổi ngọ ổn định được tinh thần này, công việc được thuận lợi, làm việc nhìn suy nghĩ thấu đáo, không như con ngựa đứt cương mà chạy hoài khi có điểm dừng. Còn về công dụng của cái cây trường sinh này trong đời sống thì nó làm ngoài không chỉ làm cho cảnh quan của bạn thêm xanh tươi hay là vượng khí của gia chủ thì hay là làm cho vượng khí của gia chủ thêm đẹp, mà nó còn mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Cụ thể như là cây trường sinh thì sẽ giống như những loài cây cảnh khác giúp cho làm sạch không khí, đồng thời loại bỏ các khí độc như formaldehyde, carbon dioxide, đường bảo vệ đường hô hấp cũng như là các hệ thần kinh. Đó, thêm vào đó chính là cây cũng có khả năng hút được các bức xạ năng lượng từ các thiết bị điện tử như là máy tính, điện thoại di động, ngăn chặn các yếu tố gây ung thư. Vì vậy mà giới văn phòng rất là ưa thích cây này và thường hoan nghênh riêng cây này về để đặt trên bàn làm việc này. Các nhà xưởng cũng rất hoan nghênh trồng loại cây này. Ngoài ra thì cây trường sinh cũng được trả về môi trường những dòng năng lượng tích cực giúp làm việc hiệu quả này, giảm sự chết và tinh thần vô vị cho mọi người, cho cộng đồng. Và cách chăm sóc của cây này thì cũng rất đơn giản. Để trồng được một cái cây trường sinh đặt trong nhà hay là trong văn phòng, đầu tiên là phải hiểu được cái phương pháp trồng. Do cây thuộc họ đã bỏng nên là
ở biển Dương Cánh Giao Hạt đều được sử dụng. Ngoài ra thì nếu bạn là người hay quên thì mình cũng không sợ mà không chăm sóc được loài cây này, bởi vì cây này chăm sóc khá là dễ. Có cây này thì sẽ có hai cách trồng, trước hết đó chính là cách gieo hạt. Đầu tiên thì các bạn mua hạt giống về, và cái loại hạt giống mà có độ mẩy khỏe và chắc chắn tại các cửa hàng uy tín. Sau đó đem hạt ngâm vào nước ẩm khoảng 30 phút rồi sau đó ươm xuống đất ẩm đủ tơi xốp này, sẽ cho cây vào chậu thì khoảng đến một tuần thì cây sẽ lên mầm. Tuy nhiên cách này sẽ khá là tốn thời gian, nên là các bạn nên trồng bằng cách thứ hai, đó chính là dâm bằng lá cành. Đầu tiên là chỉ cần chọn những cái lá già mà ở cây thân mẹ khỏe, xong rồi bạn chọn vị trí trồng dưới cái đất mềm xốp và có thể trồng trong chậu. Cuối cùng thì bạn cắm vào, bạn thay lá vào tưới nước 2 lần trong tuần. Sau mấy ngày thì cây sẽ mọc ra cây con. Còn để được chăm sóc được loài cây này thì cũng đơn giản, vào khoảng là bạn trong 3 ngày thì bạn sẽ tưới nước khoảng 1 đến 2 lần để giúp cho cây có độ ẩm được thái. Không nên tưới nhiều nước quá thì điều đó sẽ khiến cho cây dễ bị ngập úng và gây ra tình trạng thối rễ. Còn ngoài ra còn nên cắt bỏ những cái lá mà thối hay là bị héo úa để tránh, hoặc là những cái lá mà bị bệnh để tránh lây lan những cả cây. Bạn cũng khoảng trồng được khoảng tầm 4 đến 5 tháng thì bạn nên tưới phân cho cái cây này để giúp cho lá nó giữ được cái độ xanh mướt và bóng như thế này. Nhìn lá rất là mướt và đẹp. Trên đây là tất cả những thông tin về cái cây trường sinh mà em vừa giới thiệu. Nếu mà các bạn thích thì hãy liên hệ trực tiếp em. Cái địa chỉ thì em để ngay trên góc trái màn hình, thì mọi người có thể liên hệ qua đó hoặc là đến trực tiếp shop em để em tư vấn một cách trực tiếp và giúp cho mọi người hiểu nhiều hơn về cái loại cây này. Bye bye mọi người.